tất cả quý vị và các bạn. Trong khu vườn chính thì có một khu ở phía ngoài sân tennis với văn quán. Chỗ này có rất là nhiều cây. Mình sẽ chọn một số cái tác phẩm đẹp để ghi hình cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng. Cái xì này chắc là nhiều quý vị nhận ra. Cái gì trước đây của anh Toan, Hải Hậu, Nam Định, có chuyển nhượng về cho Quốc Anh, và bây giờ thì nó lại chạy về đây. Cái xì rất quý nha. Wow, cây xanh ôm đá đẹp chưa? Không biết là ai tạo tác. À, và đây có một cái tác phẩm rất đẹp. Sẽ chiêm ngưỡng thật kỹ cây này. Chia sẻ quý vị anh em cùng ngắm nha. Được biết là cây này thì do bạn Phúc Đá tạo tác. Chúng ta nhìn thấy đường nét của Phúc làm tương đối khác biệt, rất chênh vênh. Tác phẩm rất đẹp, cực mịn, bóng rất là mịn đây. À, chúng ta cũng quan sát đường nét đá của Phúc. Vừa mang nét cổ kính, vừa mang nét đường đại. Cổ kính là phần thân cây, đường đại là phần bệ đá. Sự pha trộn rất hài hòa, sự kết hợp rất là ăn ý. Cao chừng 1m2. Rất giả. Mình quan sát bông đàn làm chi. Trồng trên một cái chậu rất đẹp. Các cái kiểu là bông đĩa rất to, đầy đặn. Và Phúc cho ấn cây thể hiện một sự bề thế cấu trúc rất chặt chẽ. Bệ đá được tạo tác rất là tỉ mỉ.
nó như đã hóa nhuyễn từ rất lâu. Đường nét của Phúc luôn luôn là có tính nghệ thuật rất cao, đặc biệt là những cái nét phiêu như thế này. Trong ngày cũng có tác phẩm này nữa đây, đá rất là tranh vênh. Có lẽ đây cũng là do Phúc tạo ra. Đây cũng sẽ là một tác phẩm khá độc đáo, định hình rất là đầy đủ rồi nha. Rất ấn tượng. Phải chiêm ngưỡng thêm một chút cái mặt này. Ok si. Một cái xanh trực rất già. Một cây ôn đá tạo một cái đường nét thân rất đặc biệt. Đường nét tạo tác theo lối cột thể hiện qua những cái đường chi và cái bông răm. Một cột xanh rất lực, xanh cửa đại, đường kính gốc chắc chừng 1 mét. Vẫn nhìn rõ là cái tường thân cốt. Thêm một cái cốt xanh nữa. Nhiều thân. Rất quý. Tiếp theo chúng ta chiêm ngưỡng một cái cây xanh trực cửa đại rất hiên ngang. Đây là một tác phẩm đẹp
hoàn toàn mịn. Nhiều đường nét rất là đẹp nha. Điều là tương đối được rộng, có gì. Dãy phía ngoài này thì nhiều cây cỡ đại, cốt to. Rất vĩ đại. Công viên này chắc chắn là còn nhiều cây đẹp, nhưng mà khu vực này nó rộng quá. Ở thời điểm mà thích hợp hơn thì tôi sẽ ghi hình lại để cho quý vị và bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Và video này đến đây là kết thúc. Quý vị nhớ là đăng ký kênh để theo dõi các video mới. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video tiếp theo.